Ngày 15 tháng 9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, gồm Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Việc kiểm tra nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 người, đại diện thường trực Ủy ban kiểm tra, các lãnh đạo, cán bộ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Phân công ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn kiểm tra.